Học online có mày không? Học online thì cũng thiệt thòi cho mấy em này nha. Học y mà học online như thế này là rất là thiệt thòi đây. Còn về tình hình dịch thì cũng không biết sao, thế nào là có lịch đi học trực tiếp lại Dạ, chưa có lịch đi học trực tiếp thầy. à? Ngồi ngoài trường cậu thầy học ngoài y Huế là thấy rằng là ngày 20 à, ngày 5 tháng 12 để bắt đầu học tập trung đây, nhưng mà mấy em chưa có thông báo của nhà trường à? Dạ, chưa có thầy. Con thầy là ngày 5 tháng 12 đây là tập trung đây, mà Huế đang dịch nặng như đâu biết như thế nào đây. Thế thì u buồng trứng thì mấy em biết đây là một cái bệnh lý cũng hay gặp ở người phụ nữ, đặc biệt là trong người phụ nữ ở trong độ tuổi sinh đẻ từ tầm khoảng độ 20 35 tuổi cho tới tầm khoảng độ 40 45 tuổi, thời gian nó khoảng 20 năm đang trong cái độ tuổi sinh đẻ. Đối với u buồng trứng thì có cái đặc điểm là nó phát triển trong thời gian khá dài, không có cái triệu chứng rõ ràng. Đây là cũng là một cái, đây là một cái điểm mà cũng rất là nguy hiểm đối với người phụ nữ đây. Vì nó tiến triển lâu dài nhưng nó không có triệu chứng làm cho mình khó, rất là khó phát hiện. Nếu như mà nhỡ mà nó bị ác tính á, mà mình phát hiện á, thì thường nó ở giai đoạn, thường ở giai đoạn một. Do đó cái việc mà tầm soát ung thư buồng trứng hiện nay cũng là một vấn đề mà đặt ra đấy. Cái phương tiện tầm soát thì hiện nay cho tới thời điểm này không có nhiều cái. Đối với ung thư cổ thì ung thư vú thì chúng ta có những phương tiện tầm soát khá rõ ràng, nhưng đối với ung thư buồng trứng thì vẫn là còn rất là nhiều hạn chế. Các cái biến chứng thì có thể là ung thư hóa, không? Có thể vỡ cái u, có thể xoắn. Và nếu mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì chúng ta giảm được rất là nhiều các nguy cơ về biến chứng. Và cái việc mà ta phát hiện sớm này không có cái gì khác hơn là cách là chúng ta tư vấn hướng dẫn cho người bệnh, người thân của chúng ta là đi khám phụ khoa định. Khám phụ khoa định kỳ là một cách để chúng ta phát hiện sớm. Cái bệnh này nó tiến triển trong thời gian rất là dài. Giống như ung thư cổ tử cung thì nói này, nó tiến triển từ 15 tới 20 năm âm thầm lặng, không có triệu chứng. Tới khi mà có triệu chứng thì bệnh thường ở giai đoạn. Cho đó nếu mà chúng ta đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần thì chúng ta có thể phát hiện sớm được bệnh ở giai đoạn sớm được. Ta thì thầy nói sơ về cái giải phẫu của buồng trứng tí. Đấy, thì mấy em thấy buồng trứng là một cái cơ quan nó nằm trong ổ mà về kích thước thì mấy em thấy là khoảng 2 x 4 cm bằng tầm khoảng bằng hột mít ấy. Mấy em hình dung bằng hột mít ấy. Đấy. Và cái buồng trứng á, thì nó được cố định vào trong dây chằng rộng và một cái dây chằng người ta gọi là proper ovarian ligament, tức là dây chằng tử cung buồng trứng, nghe tử cung buồng trứng. Các cái mạch máu thì nó đi vào và đi ra buồng trứng thì bởi các cái động mạch, từ động mạch thắt lưng buồng trứng là một cái nhánh của động mạch chậu, và là một nhánh của động 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 mạch thắt lưng buồng trứng là một cái nhánh trực tiếp từ động mạch chủ bộ, nhánh trực tiếp. Như vậy thì em thấy rằng là như thế cho thấy rằng là cái chức năng, cái vai trò của buồng trứng là nó có cái chức năng hết sức quan trọng. Một cái mạch máu mà nuôi dưỡng cho nó là phải đi trực tiếp từ động mạch chủ bộ luôn, tức là rất là giàu của cơ quan cung cấp máu, tức là nó sử dụng máu là nhiều. Như vậy đó là một cơ quan quan trọng, giống như là não, là tim, là gan, là thận, cơ quan thường những cái mạch máu chính mà nó trực tiếp nó nuôi dưỡng thì đây là cơ quan quan trọng. Và nó có hai cái chức năng, một cái chức năng là nhất là nội tiết như thầy nói với em đó, nó sẽ sản xuất ra các cái nội tiết tố nữ là estrogen và progesterone.
bởi chức năng ngoại tiết là nó rụng trứng ha, để mà tham gia vào quá trình thụ tinh và làm tổ. Đấy, thì thầy giới thiệu sơ về cái rụng trứng này như thế. Về cái sinh lý buồng trứng thì mấy em biết là ở trong thời kỳ bào thai ấy, thì có khoảng từ 1,5 tới 2 triệu cái năng nón ở trong cái thời kỳ bào thai à. Và khi mà sinh ra đời ấy, thì các cái năng nón này nó có biến thế này, còn lại khoảng 200 tới 300 ngàn cái năng nón, từ 2-3 triệu, từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu mà còn có 2 tới 300 ngàn, giảm đi khoảng độ 1 phần 8 tới 1 phần 10 lần. Và khi em bé này nó tới tuổi dậy thì là 11, 12 tuổi, 11 đến 13 tuổi đó, thì cái số năng nõn này nó giảm đi còn lại cái 20 ngàn tới 30 ngàn, từ 200 tới 300 ngàn còn lại 20 ngàn 30 ngàn, như vậy nó giảm đi rất là nhiều à, giảm đi rất là nhiều. Và cái số cái năng nõn này nó sẽ trưởng thành mỗi tháng, nó sẽ vượt trội 1 đến 2 nõn, nó rụng trứng và nó rụng trong suốt cả cuộc đời của người phụ nữ. Thế tới khi số cái lượng cái năng nõn này nó hết thì người phụ nữ đó bắt đầu đi vào cái độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. À, về cái kích thước của năng nõn thì em thấy rằng là đường kính của năng nõn là khoảng 0,5 mm ha. Và năng nõn nguyên thủy rất là nhỏ, và dưới cái tác động của cái nội tiết tố trong cái chu kỳ kinh nguyệt thì cái năng nõn nó phát triển và tới cái giai đoạn là từ cái năng nõn nguyên thủy đến cái năng nõn trung gian đến cái năng nõn trưởng thành. Năng nõn trưởng thành tức là vào giữa chu kỳ kinh đó, thì chúng ta có cái kích thước của năng nõn là từ 15 tới 20 mm. Như vậy là chúng ta có một cái nõn trưởng thành. À, nõn là người ta gọi là nõn vượt trội hay là nõn trưởng thành. Và bên trong cái năng nõn thì chúng ta có một cái nõn thực sự. Cái nõn này chính là cái nõn khô bào đây. Cái này là khi mà cái năng nõn nó phóng nõn, tức là nó phóng cái nõn này ra à, và cái nõn này nó sẽ được hút vào trong vòi trứng đó, để nó di chuyển vào trong buồng tử cung nó cùng với tinh trùng làm tổ. Thì cái nõn này có kích thước là 0,1 mm. Và mỗi cái buồng trứng như vậy thì nó chỉ có một phát triển chỉ một cái năng vượt trội thôi. Và cái năng vượt trội đó người ta gọi là năng đề rác. Về cái u buồng trứng thì chúng ta phân ra làm hai loại. À, u thứ nhất là u lành tính. Chúng ta phân loại u buồng trứng thì chúng ta có hai loại. Thứ nhất là u lành tính và thứ hai là u ác tính. Đối với u lành tính thì chúng ta cũng có hai loại. Một loại u là cơ năng và u thực thể. Như thế nào là u cơ năng? Như thế nào là u cơ năng tức là những cái u mà mấy em thấy rằng á là thuộc vào là cái chức năng của buồng trứng, nó thực hiện cái chức năng của buồng trứng thì người ta gọi là u cơ năng. À, ví dụ như là cái u nang bọc nõn chẳng hạn, tức là cái nõn nó phát triển nó vượt trội nhưng mà nó không phóng nõn được, nó tồn tại thì người ta gọi là nang bọc nõn. À, bên trong cái nang nó có cái nõn vào nhưng do không phóng nõn được, không vỡ ra à, thành nó tạo thành cái nang. Cái thứ hai là cái hoàng thể, tạo thành cái nang hoàng thể. Cái hoàng thể mà nó phát triển quá mức nó tạo thành cái nang, gọi là nang hoàng thể. Và cái thứ ba nữa là buồng trứng đa nang. Cái thứ tư nữa là nang hoàng tuyến. Hoàng tuyến là mấy em thấy là những người mà bị thai trứng đó, là do nó sản xuất nguyên bào nuôi, cái bào nuôi sản xuất HCD nhiều quá, cái buồng trứng nó phát triển quá mức tạo thành cái nang hoàng tuyến. Nang hoàng tuyến có nhiều trường hợp là cái nang hoàng tuyến to bằng hai trái bưởi ở trong trường hợp thai trứng. Và những cái này ấy, là nó sẽ tự mất đi, nó sẽ tự mất đi. Ví dụ như khi mà thai trứng và điều trị xong thì cái nang hoàng tuyến sẽ nhỏ dần. À, nang một nõn này nó thời gian sau nó sẽ vỡ, không nõn, nó sẽ vỡ ra, nó sẽ mất đi. Thì những cái này là sẽ mất đi sau vài chu kỳ kinh, thì người ta gọi đó là nang cơ năng. Cơ năng tức là nó sẽ thực hiện cái chức năng nhưng mà rồi nó sẽ mất đi sau một vài cái chu kỳ kinh, không tồn tại.
thì thầy cũng giải thích cho mấy em rồi nhé. Đây là những cái nám, nám thứ năm của trứng nám cục mỏng. Đấy, em mổ ra thì mấy em thấy cái hình như thế nhé. Nam hoàng thể tức là do cái hoàng thể đúng không phải teo đi, không teo đi mà nó phát triển tạo cái nam. Thầy nói, thầy có nói không? Hoàng thể thì chúng ta thấy là có hai loại tế bào, tế bào hạt, tế bào vỏ. Thì mỗi loại tế bào như vậy nó sẽ sản xuất ra các tế tố, loại tế tố khác khác nhau. Các tế bào hạt thì cùng trứng đa nang, cùng trứng đa nang thì mấy em thấy rằng là đây là một cái bệnh lý, nó cũng không phải là một cái bệnh lý, đây là một cái tình trạng sinh lý, nó cũng hay gặp ở trong quần thể. Ví dụ như chúng ta gặp khoảng độ 1,5-2% ở những cái bé cái gái, thì mấy em thấy là nó không phải là bệnh lý, sinh ra nó bị như thế này. Nang của buồng trứng nó rất là nhiều nang nhỏ và nó cạnh tranh với nhau, không có nang nào vượt trội cả, cho nên nó gây ra một cái biểu hiện lâm sàng là bệnh nhân này là kinh rất là thưa. Hoặc là không có kinh, chậm có con, rồi rậm lông, rồi nhiều một cái cá. Đó là đặc trưng của cái bệnh lý chúng ta đây. Đấy, những nơi em thấy rằng là trên cái hình ảnh siêu âm thì mới rõ. Tại trên bộ xương hình ảnh mổ ra thì chúng ta thấy rằng là rất là khó. Thì thấy lồi lõm gì có năng khỏi. U thực thể tức là những cái u mà chúng ta phải can thiệp, chúng ta phải lấy nó ra để làm xét nghiệm. Nếu không lấy nó ra thì nó sẽ gây ra các biến chứng như ta nói là ung thư hóa này, xoắn này, vỡ này, vân vân. Chúng ta có bốn loại như thế: u năng nước thì người ta gọi u năng thanh dịch, u năng nhầy, u năng bì, bì tức là bên trong nó chứa các tổ chức bì, lông, tóc, móng, răng, xương, vân vân. Và u dạng nội mạc tử cung. U dạng nội mạc tử cung đây là chuyện là cái u mà bên trong nó chứa máu kinh, giống như là máu mà chúng ta hành kinh. Về đặc điểm thì mấy em thấy là ngược lại với những cái u mà cơ năng, những u cơ năng thì những u mà kích thước nhỏ rồi nó có thể thay đổi biến mất trong vài chu kỳ kinh, thì những cái u thực thể là những u mà kích thước nhỏ, u cơ năng nó dưới thường dưới 5 cm. Những cái u mà thực thể là những u mà nó có kích thước thay đổi có thể vài cm, nhưng có thể đến vài chục cm. Ví dụ một u năng bì thì có thể là từ 2-3 cm, sau đó chúng ta để thời gian lâu nó sẽ to dần lên, và có nhiều trường hợp là to lên từ mấy chục cm, có chuyện to lên mấy chục. Có nhiều người là mổ ra là cũng bằng giống như thai đủ tháng, lấy cái u nang ra là bằng như tử cung mà có thai đủ tháng. Và em lên mạng lên sợ thấy cái hình ảnh người cũng u quá nhé, u khổng lồ, u bụng trứng khổng lồ, người ta mổ ra nhiều u là 30-40 kg, 30-40 kg ra. Em hình dung là 30-40 kg đang gần cân nặng của một con người uống to chục kilo này. Đây là một trường hợp có u bùng trứng thì mổ nội soi bên trong là khả năng đây là một u thanh dịch, bên trong mình chưa có chứa u năng nhầy. Thì mấy em thấy rằng là bên trong có tổ chức chủ yếu là các cái chất nhầy nhầy nhất. Đây là một cái dạng u thanh dịch và di truyền. Đây là mổ ra, mấy em thấy đây là một u và bên trong nó chứa cái tổ chức nhầy như bã đậu, như chè đậu xanh đấy. Nhầy. U bì thì mấy em thấy là bên trong nó chủ yếu là cái tổ xương, tóc, răng và tuyến bã. U bì tức là nó nguồn gốc từ nội bì, trung bì hoặc ngoại bì. Thì tùy cái thành phần, ví dụ ngoại bì thì mấy em thấy là lông, da này, trung bì là các cái tuyến bã này, và nội bì là xương, răng, vân vân. Thì các cái tổ chức như thế thành phần. Đa phần u bì nó lành tính.
Nên một cái đặc điểm của u bì là nó thường phát triển ở cả hai bên. Thành ra khi mà chúng ta siêu âm mà chúng ta nghi ngờ nó u bì, chúng ta phải kiểm tra nó bằng lăng cạnh. Và cả khi chúng ta mổ vậy, ta mổ ra, ta lấy u bì một bên rồi, cái bên kia chúng ta phải kiểm tra. Nếu chúng ta nghi ngờ, chúng ta phải xẻ ra. Bởi vì cái u bì nhiều khi nó mới phát triển, nó nhỏ thì khoảng vài cm, cái lớn có thể lên đến vài chục cm. Thường nó bị hai bên này, chúng ta phải mổ bên này, chúng ta phải kiểm tra cái bên để cái gì. Tổ chức bã đậu, tóc, răng, xương. Hình ảnh siêu âm thì mình thấy cái hình ảnh tăng âm ấy nha, hình ảnh tăng âm của tóc, răng, xương. À, tóc này nè, búi tóc. Đây là hình ảnh của một cái u u ổ ra bên trong một cái búi tóc tổ chức bã đậu u bì. U dạng nội mạc tử cung buồng trứng thì chúng ta thấy rằng là do các cái tuyến nội mạc tử cung lạc và nó bị mô tạo thành mô ghép buồng trứng, do đó mỗi lần hành kinh thì cái máu kinh sẽ tụ tụ lại tích tụ lại thành túi, à, túi ở bên trong là chứa màu nâu sô cô la máu kinh màu nâu. Và cái đây nhìn thấy hình ảnh của những u lạc nội mạc tử cung, à, bên ngoài có vỏ nó như thế và bên trong là chứa cái dịch máu như máu kinh. Về triệu chứng thì chúng ta thấy rằng là đối với những u cơ năng ấy, thì gần như là không có triệu chứng gì cả, em nhỏ và thường là mất đi sau một vài chu kỳ kinh. Nếu nó tồn tại trên 60 ngày mà với kinh nguyệt bình thường thì chúng ta xem xét coi chừng nó là u thực thể, thì u cơ năng là nó không có thể tồn tại lâu như vậy, à, và nó không có tăng cái kích thước, nó chỉ nhỏ dần mà mất đi và nó chỉ tồn tại trong vòng khoảng 60 ngày. Đối với u nang mọc nõn này thì nên thấy là không có nõn này, thì đôi khi một vài chu kỳ sau đó thì ta bị vỡ cái nang nõn này, vì tính chất không có nõn là do cái lớp vỏ nó dài và tới một lúc mà nó vỡ ra thì nên thấy là nhiều khi là nó vỡ trúng các mạch máu ngay chảy máu trong bụng. Chúng ta hay chẩn đoán đó là vỡ nang buồng trứng xuất huyết, tức là chúng ta kiểm tra siêu âm, chúng ta xác định máu bệnh nhân không có thai, cho nên chúng ta không nghĩ tới thai ngoài tử cung, là bệnh nhân lại có biểu hiện xuất huyết trong bụng lại nằm vào rơi vào giữa cái chu kỳ kinh nguyệt, giữa hoặc gần cuối cái chu kỳ. Như vậy chúng ta có thể nghĩ ngay tới trường hợp vỡ cái nang trứng và xuất xuất huyết. À, nếu một số trường hợp thì nó sẽ biến mất trong vòng khoảng 60 ngày, không phải. Và một số trường hợp thì cái nang mọc nõn này tồn tại lâu, để gây ra thông kinh, có thể dùng các thuốc tiên người thai chúng ta tạo vòng kinh nhân tạo. Và nếu mà nó tồn tại trên 60 ngày với một cái vòng kinh đều đặn như thế thì chúng ta khả năng là coi chừng là nó là một cái u, không phải là u cơ năng mà là u thực. Vậy nếu u cơ năng thì nó sẽ biến mất sau 60 ngày. À, còn nếu nó tồn tại trên 60 ngày với một cái vòng kinh đều đặn như vậy thì coi chừng nó là u. Về triệu chứng của nang hoàng thể thì em thấy rằng là thường những cái u cơ năng đó thì nó hay gây ra các cái rối loạn kinh nguyệt, à, nhưng mà nó gây ra các cái rối loạn kinh nguyệt nhưng mà rồi đó thì nó lại tự điều chỉnh trong vòng khoảng 2-3 chu kỳ nó biến mất và trở về bình thường. Nếu như mà nó tồn tại sau 2-3 chu kỳ và với một cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường đó, thì thường những cái u đó không phải là u cơ năng. À, ví dụ nha hoàng thể em thấy là cũng gây ra vô kinh hoặc là chậm kinh, nhầm với những cái trường hợp chữa thai ngoài tử cung, tức là cũng gây ra rối loạn kinh nguyệt, à, nhưng mà rồi nó sẽ tự vỡ cái nang hoàng thể nó ra đi, và nó sẽ mất biến mất. Một số trường hợp vỡ gây chảy máu trong bụng thì người ta gọi là vỡ nang hoàng thể xuất xuất huyết, giống như phải nói hồi nãy là vỡ nang được. Đối với buồng trứng đa nang ấy, thì chúng ta không có điều trị gì cả. À, buồng trứng đa nang là một cái thực thể về mặt sinh lý, chúng ta không có điều trị. Chúng ta chỉ điều trị khi mà bệnh nhân bị chậm con thôi. À, bệnh nhân chậm con bị hiếm muộn vô sinh là điều trị vô sinh.
Còn lại đối với những trường hợp khác thì chúng ta điều trị về mặt thẩm mỹ, ví dụ như họ rặng lông này, họ mụn trứng cá này gì này, thì chúng ta điều trị về vấn đề rặng lông và mụn trứng cá, chứ chúng ta không có điều trị cái bệnh lý thì chúng ta đang bị, đó là một thể về mặt sinh lý. Đối với u thực thể thì chúng ta thấy khi đã chẩn đoán u thực thể thì chúng ta phải mổ ngay. Chúng ta mổ thì chúng ta có thể là làm gì, chúng ta bóc cái u đó, chúng ta cắt cái phần phụ. Nếu mà cái u to quá rồi anh lớn tuổi nghe cái u nó nghi ngờ thì thấu luôn. Còn đối với cái u gọn gàng, chúng ta bóc, chúng ta để lại cái tổ chức bù chúng lại, và chúng ta lấy cái u đó, chúng ta xét xét nghiệm, chúng ta chẩn đoán. À, đối với u nang nhầy thì chúng em biết là mấy em biết là đặc điểm của u nang nhầy á, vì nhầy á thì cái tính chất của nó là có tính chất tái phát và nó cái tính chất gây gây dính này. Bởi vì tổ chức nhầy đó, nếu mà mình mổ mà để vỡ cái u nó ra trong ổ bụng mà tổ chức nhầy đó mấy em rửa không sạch, chính cái tổ chức nhầy nó sẽ gây ra phản ứng viêm dính ổ bụng, sau này nó sẽ tạo thành các cái u giả nang ở trong ổ bụng, dính ruột có thể gây ra bác ruột đấy, và càng mổ u nhầy thì càng cái tắc ruột u nhầy này chú ý. U lạc động mạch tử cung cũng vậy, cũng giống như bệnh vẩy lạc tuyến thôi, đây là có tính chất tái phát. Ở đối với u lạc tuyến thì vấn đề điều trị là chúng ta phải ưu tiên điều trị nội khoa. Trong trường hợp chúng ta điều trị nội khoa không được, có liên quan tới các vấn đề phải điều trị vô sinh thì chúng ta phải can thiệp phẫu thuật, tốt nhất chúng ta sử dụng can thiệp phẫu thuật nội soi đấy, đúng là để chúng ta bóc tách cái nang đó và điều trị cho nó hiệu quả. Triệu chứng thì giống như bài lạc tuyến mà thầy nói với em, đây là những u lạc động mạch tử cung, em thấy hai cái buồng trứng hai bên á, bình thường nó nằm ở hai bên, bây giờ nó quọt ra phía sau và nó dính vào buồng trứng, dính với nhau như thế. Cái trường hợp này người ta gọi là kít kít kít, tức là KISS, kiss, tức là hai buồng trứng hôn hôn nhau. Đây là một hình ảnh siêu âm điển hình, cũng giống như cái hình ảnh nội soi mà chúng ta nhìn thấy ở trên siêu âm là ví dụ như lạc tuyến thì chúng ta thấy hình hình rèn cửa đúng không, lạc tuyến động cơ thì công hình này cửa, còn lạc động mạch ở buồng trứng thì chúng ta thấy rằng là hắn là endometriosis thì á, là còn là còn cái lạc tuyến là adenomyosis, còn nó là động mạch tử cung ở buồng trứng gọi là endometriosis. Thì cái trường hợp này hai trên siêu âm chúng ta thấy hai cái buồng trứng nó hôn nhau như vậy thì đó là hình ảnh điển hình của lạc động mạch kiss of the end đấy, mình thấy dính rất là ghê ha, tạo thành cái dải dính ghê. Đấy, mẫu kinh em thấy mẫu kinh, mẫu kinh mà u lạc động mạch tử cung nó thâm nhiễm ra cả thanh mạch luôn, rồi các cái mẫu kinh mẫu đồ cái u nó vỡ ra máu giống như là màu màu sô cô la đặc. U nâng bì, u nâng bì chúng ta chẩn đoán khá dễ, thường là lành tính và nó còn có ở hai bên, người ta mổ bên này thì nhớ kiểm tra cái gì tiến triển và biến chứng thì mấy em biết là các cái u chúng ta để lâu thì nó sẽ tiến triển như thế nào. Thứ nhất là ung thư hóa, cái thứ hai là nó sẽ vỡ, cái thứ ba nó sẽ xoắn, cái thứ tư là nó sẽ bị dàn ép các cái cơ quan trong lân cận và nó gây ra táo bón, gây ra kích thích tiểu, cái thứ năm là nó sẽ chảy máu vào trong cái nang. Đối với u buồng trứng thì chúng ta thấy rằng cái biến chứng mà hay gặp nhất là biến chứng xoắn. Thấy mà một cái bệnh nhân, một cái sản phụ, một cái bệnh nhân nữ tự nhiên họ đang bình thường rất là đau bụng đột ngột dữ dội, đau kèm theo nôn mửa, mà siêu âm họ thấy có một cái u trứng như vậy thì chúng ta rất là nghi ngờ trường hợp đó là nó bị xoắn, nhân đau và đau choáng luôn. Những người chúng ta vặn xoắn vặn một cái vấn đề và xoắn vặn một cái cơ quan nội tạng của cơ thể mình gây ra thiếu máu đột ngột thì sẽ gây ra đau nội tạng, đau rất là ghê em, đau bệnh nhân bò lấy luôn. Số trường hợp nhưng mà nôn mửa luôn à, thì vậy những trường hợp đó là xoắn. Khi đã chẩn đoán xoắn thì chúng ta phải mổ mỗi ngày mổ sớm đấy, mình phải cái cuốn nó xoắn lại như thế, xoắn mở những phần phụ nó để đang phát đang thui luôn để chúng ta mổ sớm thì chúng ta có thể giải phóng được cái mụn trứng, bóc được u để lại tổ chức lành, cái mụn thì nó hoại tử hết. Về nguyên tắc mổ những trường hợp xoắn thì chúng ta không được tháo xoắn trước khi chúng ta giải phóng u, bởi vì nếu mà chúng ta tháo xoắn thì chất độc á, các cái chất hoại tử ở trong u nó sẽ đi ngược vào trong tuần hoàn máu của người mẹ rất là nhiều. Chúng ta phải bóc hết cái tổ chức u để lại cái đáy buồng trứng, sau đó chúng ta tháo xoắn hoặc là chúng ta cắt cả cái phần phụ trước khi chúng ta tháo. Đây là vỡ cái nang buồng trứng, đây là cái u lạc động mạch tử cung màu tím đen,
Sau khi vỡ thì mấy em biết rồi, là sẽ tạo thành cái viêm nhiễm và nó gây ra dính các cái tạng xung quanh. Chàng ấy thì như thầy nói hồi nãy rồi, có thể chàng ấy các cơ quan lân cận trong của bộ là bằng quang thì kích thích đi tiểu, trực tràng, gây táo bón. Chàng ấy cô hai cái điều quản thì gây ứ nước ở thận, chàng ấy vào các tĩnh mạch thì gây ra cục màng bằng hẹp, vân vân. Vị trí chàng ấy rồi xoắn xoắn chảy máu ở trong nang, do xoắn cũng vỡ chảy máu. Vấn đề có thai và u nang buồng trứng thì nên thấy rằng là đôi khi chúng ta thấy rằng là người phụ nữ họ không đi khám phụ khoa định kỳ, rồi họ bị u nang buồng trứng họ không biết có thai thì cái này u nang thì cũng sẽ xảy ra các cái biến chứng. Nếu chúng ta phát hiện được u nang buồng trứng trong thai kỳ, chúng ta sẽ phải giải quyết nó trước 16 tuần. Sau 16 tuần chúng ta chỉ giải quyết khi nó xảy ra biến chứng. Như vậy chúng ta có thể mổ được u nang buồng trứng đó thực thể đó trước 16 tuần và sau 12 tuần, từ 12 đến 16 tuần để chúng ta phòng ngừa các cái biến chứng, phòng ngừa các cái biến chứng mà nó có thể xảy ra trong thai kỳ khi thai lớn nha. Còn khi thai nó lớn rồi chúng ta mổ thì trong trường hợp xoắn cấp tính xong rồi để bệnh nhân người ta sinh đẻ xong chui hết rồi chúng ta giải quyết u sau. Đấy, thì cái bài buồng trứng thì thầy cũng có trình bày một cách rất khái quát để mấy em một số các vấn đề như thế. Thì tóm lại thì mấy em thấy rằng là đối với buồng trứng thì chúng ta lại có hai loại, loại lành tính, một loại ác tính. Trong cái loại lành tính thì chúng ta có hai loại nhỏ, đó là cái cơ năng buồng trứng. Cơ năng ấy, thì chúng ta thấy rằng là những cái u trong cái chức năng của buồng trứng, ví dụ như nang bọc nhỏ này, do không có nhỏ này, nang hoàn thể, do hoàn thể nó không phát triển này, phát triển quá mức nang hoàn tuyến trong bệnh lý của thai trứng. Nang thì những đặc điểm của u nang, những cái nang cơ năng đó là nó gây nó rối loạn kinh nguyệt, nhưng mà nó chỉ tồn tại trong vòng khoảng độ 2 đến 3 chu kỳ sẽ biến mất. Và đặc điểm là kích thước của nang đó thì nhỏ dưới 5 cm. Các cái biến chứng của cái nang nó cũng có thể xảy ra, ví dụ như vỡ u nang nhỏ gây xuất huyết bụng, vỡ nang hoàn thể gây xuất huyết bụng, có thể là gây ra viêm nhiễm giống như viêm ngoại trứng. Một số các cái u nang thứ hai là u nang thực thể, chúng ta có là 4 loại như thế, cái như u thanh dịch, u thanh nước, u thanh nhầy, u thanh bì và u lạc cầu vàng cung. Thế thì 4 cái u này đặc điểm của nó là cái kích thước nó có thể vài cm, u thực thể thì nó ít gây ra rối loạn kinh nguyệt nhưng mà nó lại gây gây ra các nó sẽ phát triển lớn dần lên, có thể là nó gây ra các biến chứng như là xoắn, như là tràn ép, như là ung thư hóa, như là vỡ vân vân. Khi đã chẩn đoán u thực thể thì chúng ta phải mổ, chúng ta phải mổ để chúng ta lấy cái u ra, chúng ta ngăn ngừa các biến chứng. Còn các biến chứng chúng ta chẩn đoán xác định, trong các trường hợp từng cái u riêng rẽ thì thầy cũng chú ý ngay là đối với cái u lăng bì thì thường xuất hiện 2 bên, khi mổ bên này ta nhớ kiểm tra bên kia, khi siêu âm ở bên này thì ta nhớ kiểm tra kỹ ở bên kia. Đối với u nang nhầy thì thầy nhắc với em là u nang nhầy đặc tính của nó là tái phát và gây dính, do đó phẫu thuật đó là hạn chế nó vỡ trong bụng, gây dính dính thì lần sau chúng ta mổ lại rất là khó khăn. Đối với u đại động mạch tử cung thì xu hướng hiện nay chúng ta điều trị bằng khoa là chính ha, cho ta chỉ điều trị phẫu thuật dựa vào từng cá thể hóa từng trường hợp chúng ta cân nhắc sẽ phẫu thuật hay là. Đối với u nang buồng trứng trong trường hợp có thai thì chúng ta thấy là chúng ta nên mổ từ trong khoảng 3 tháng giữa của thai kỳ và sau 12 tuần, 16 tuần chúng ta nên can thiệp. Sau 10 trước 12 tuần thì chúng ta mổ thì nguy cơ nó sảy thai cao, sau 16 tuần thì mổ tử cung nó lớn, chúng ta mổ rất là khó khăn. Đó. Ở những trường hợp khác là khi mà thai đã lớn rồi thì chúng ta đi can thiệp khi nó có chứng. Đó thì nếu bệnh nhân sinh thường được, sau sinh thường ổn định thì chúng ta sẽ tiến hành mổ nội soi cho u đó. Hoặc là trong khi chúng ta sinh đẻ mà không đẻ được, chúng ta mổ đẻ thì chúng ta sẽ kết hợp. Cái bài thầy trao đổi với em sáng này là 2 bài như vậy. Nếu em có câu hỏi gì thì sẽ giải đáp cho em. Vậy thầy nói như thế với em nghe em có rõ không? Nghe kịp không?
Dạ có, nghe rõ thầy. Bây giờ mấy em có câu hỏi gì không? Có câu hỏi gì mấy em cứ đặt câu hỏi đi. Dạ, thi cho em hỏi một câu luôn thầy. Dạ thưa thầy ạ. Em hỏi đi. Dạ thầy, là cho em hỏi trong bài lạc nội mạc tử cung thầy. À, ví dụ như bệnh nhân mà vẫn đang điều trị thuốc nội khóa mà vẫn có thai được thầy, thì lúc đó mình có tiếp tục điều trị nội được không ạ? Thì lúc đó nếu điều trị nội thì có ảnh hưởng gì tới thai kỳ không thầy? Dạ em cảm ơn ạ. Em hỏi lại đi, cái câu hỏi chưa rõ này. Dạ, ví dụ như một bệnh nhân nữ thầy mà đang điều trị nội khóa lạc nội mạc tử cung mà bệnh nhân vẫn có thai, thì lúc đó mình có được tiếp tục điều trị bằng thuốc nội khóa không ạ? Mà nếu À, mình tiếp thường thường mà khi mà mình lạc mà tử cung mà mình điều trị nội khoa là bệnh nhân không bao giờ có thai được, bởi vì mình các cái thuốc mà điều trị nội khoa lạc động mạch tử cung là thuốc tránh thai. Ừ. Và nếu như giả dụ như bệnh nhân mà có thai thì khi mình phát hiện có thai thì mình phải ngưng thuốc ngay, ngưng thuốc ngay. Thì khi mà mấy em có thai, khi mà có thai thì cái bệnh lạc động mạch tử cung đó là không tiến triển, thì cái hormone mà dưỡng thai của mình là progesterone. Progesterone thì nó có tác dụng là nó sẽ đối kháng với estrogen và nó làm cho cái bệnh lý nó chậm lại thời gian mang thai. Dạ, vậy là tức là cả quá trình mang thai là mình không điều trị luôn đúng không ạ? Đúng rồi, trong suốt quá trình mang thai là mình không dùng thuốc được anh. Mang thai làm sao mấy em dùng thuốc từ thai được, hoặc là các thuốc điều trị nào mà. Dạ, em cảm ơn ạ. À. Mấy em hỏi tiếp đi. Mấy em hỏi tiếp đi. Các bạn nào đặt câu hỏi nào không? Nếu như không có câu hỏi nào nữa thì mình kết thúc ở đây. Thì hai cái bài mà thầy gửi cho mấy em đó thì mấy em xem.